Chiều ngày 21 tháng 8 tại thành phố Lào Cai, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức diễn đàn nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đổi mới sáng tạo. Diễn đàn có sự góp mặt của 100 đại biểu đại diện cho Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố, giám đốc một số hợp tác xã và hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu của tỉnh. Tại diễn đàn, ý kiến tham luận xoay quanh những vấn đề như cách thức tổ chức phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu và giảm nghèo bền vững để bắt nhịp với đà tăng trưởng kinh tế, phương pháp tiếp cận đổi mới sáng tạo phù hợp với thực tiễn, thị trường, thị hiếu người tiêu dùng và biến đổi khí hậu, ứng dụng chuyển đổi số trong các tổ hợp tác xã và hộ nông dân sản xuất giỏi để tiếp cận người tiêu dùng thông qua khâu trung gian. Các đại biểu cũng kiến nghị về hỗ trợ vốn vay cho hộ kinh doanh với lãi suất ưu đãi, giảm các thủ tục hành chính rườm rà, tổ chức liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP. Thông tin từ Hội Nông dân tỉnh Lào Cai, hết năm 2022, toàn tỉnh có 16.509 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Họ là những nhân tố quan trọng tham gia tích cực vào sản xuất nông nghiệp hàng hóa tại địa phương.